À, tiếp theo cái video cái sang bước 5 là trường sẽ thực hiện gửi đề xuất. Để gửi đề xuất thì vào quản lý đơn vị đề xuất nhấn thêm mới. Trước khi gửi đề xuất thì phòng giáo dục sẽ duyệt cái hồ sơ đăng ký thi đua của các trường. Đây. Như hồi nãy trường Tân Thịnh Bình 1 đã đăng ký thi đua thì phòng giáo dục sẽ duyệt. Duyệt. Lưu ý thì đến thời gian tổng hợp xét thi đua thì các trường mới vào thực hiện tổng hợp xét thi đua được. Đây em ví dụ như phòng giáo dục sẽ chuyển sang cái trạng thái tổng hợp xét thi đua. Thì ở đây trên hệ thống mình cấu hình từ ngày nào tới ngày nào thì diễn ra đăng ký thi đua, từ ngày nào rồi sẽ tới xét thi đua thì lúc đó trường mới vào xét được. Thì ở đây trạng thái đã chuyển sang đề xuất này. Đây thì trường sẽ nhấn vào thêm mới. Thì lúc đó là mình sẽ chọn cái kế hoạch thi đua, đối tượng khen thưởng là cá nhân hay là tập thể, loại hình khen thưởng, chọn danh hiệu. Rồi. Đây cá nhân đây mình đã chọn đây thì điều kiện mình cho là bao nhiêu điểm. Đó. Ví dụ mấy điểm gì đó. Rồi căn cứ theo cái tờ trình số mấy. Đó. Nhập đây, tờ trình của trường của mình á. Rồi người ký là ai, ví dụ như là hiệu trưởng. Ký vô. Ở đây thì mình có thể là đính kèm cái đề xuất khen thưởng, đính kèm đây. Toàn bộ là thầy cô là làm trên phần mềm hết. Rồi mình nhấn lưu lại. Thì cái đề xuất của cá nhân này đã xong. Tiếp theo thì mình chưa chọn cái danh sách. Lưu ý là mình chọn đúng cái danh sách là tên của cái giáo viên hồi nãy mình đăng ký thi đua thì lưu lại hệ thống nó mới đồng ý. Rồi, thì đây nó có cái file để tải về cái đề xuất. Đó. Rồi, em xin hết.